Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động, chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 4 năm 2022. Huyện Khoái Châu tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại nhãn và nông sản năm 2022. Nhiều hợp tác xã, cơ sở trên địa bàn thành phố Hưng Yên ứng dụng công nghệ trong sản xuất long nhãn. Huyện Kim Động tập trung giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết chỉ thị số 16 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 16 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động, chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Dự điểm cầu tại tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 16, đến nay, toàn quốc có hơn 450 doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, tăng gấp 2 lần so với năm 2013 tại 23 thị trường. Đưa tổng số 1 triệu lượt lao động đi làm việc tại nước ngoài có mức thu nhập bình quân 200 triệu đồng một người trên năm. Mỗi năm, lực lượng này gửi về 10 tỷ đô la Mỹ, gấp 5 lần so với năm 2013. Không chỉ gửi nguồn ngoại tệ lớn, các lao động chuyên gia khi lao động tại nước ngoài còn được rèn luyện thêm các kỹ năng kỷ luật lao động, đặc biệt đã hạn chế rất nhiều tiêu cực trong môi giới lao động như trước đây. Tại Hưng Yên, qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 16, đến nay có 55 doanh nghiệp đưa hơn 27.000 người đi lao động làm việc tại nước ngoài, mỗi năm gửi về nước 20 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu phối hợp hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các địa phương đơn vị cần tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, quy định rõ trách nhiệm các bên liên quan về báo cáo thông tin, thẩm quyền cấp phép đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài gắn với quản lý lao động trong nước đảm bảo đồng bộ, liên thông, cập nhật, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, đổi mới đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, văn hóa cho người lao động, tăng cường công tác bảo hộ công dân đi làm việc ở nước ngoài. Chiều nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 4 năm 2022. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Quách Thị Hương, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Một trong những nội dung được các cơ quan báo chí quan tâm tại hội nghị giao ban là tình hình triển khai dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong trên địa bàn thôn Hòa Đam, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào đang gặp phải sự phản ứng của người dân địa phương do lo ngại vấn đề ô nhiễm môi trường. Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào và các sở ngành liên quan, dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chấp thuận tại quyết định số 12 ngày 23 tháng 1 năm 2019. Dự án này không liên quan đến dự án khu xử lý chất thải ở xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương ở bên cạnh. Quá trình triển khai dự án đều đúng quy trình, thủ tục, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới của xã Hòa Phong được phê duyệt từ năm 2011 vẫn đang có hiệu lực, phù hợp với quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên đến năm 2025. Dự án chỉ xử lý rác thải công nghiệp, không xử lý rác thải dân sinh và địa bàn hoạt động chỉ trong phạm vi địa bàn tỉnh Hưng Yên. Việc thực hiện dự án, các bước quy trình triển khai dự án sẽ qua nhiều bước chặt chẽ. Nhất là phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, có sự tham vấn cộng đồng, các chuyên gia và phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt mới được triển khai và đi vào hoạt động. Quá trình hoạt động của nhà máy cũng sẽ chịu sự giám sát quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng và chính người dân địa phương. Thông tin về báo chí, cơ quan quản lý nhà nước cho biết việc triển khai các dự án xử lý rác thải công nghiệp hiện nay là rất cần thiết trong bối cảnh tỉnh Hưng Yên đang phát triển công nghiệp mạnh mẽ. Thực tế trên địa bàn tỉnh hiện có 6 cơ sở xử lý chất thải đang hoạt động hiệu quả, riêng huyện Văn Lâm có 5 cơ sở. Trong quá trình hoạt động của các cái nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh thì đối với Sở Tài nguyên Môi trường là chưa tiếp nhận được một cái đơn thư của người dân nào về cái tình trạng ô nhiễm môi trường. Hiện nay toàn bộ các cái cơ sở này đều có cái hệ thống quan trắc tự động kết nối về sở và với Bộ Tài nguyên Môi trường. Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường thì đối với một dự án triển khai thì nó có cái trình tự là họ sẽ phải lập cái báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thì cái điểm mà nhấn mạnh nhất là trong đánh giá môi trường sau khi được hoàn thành
Tức là trong quá trình đánh giá tác động môi trường phải tham vấn cộng đồng về ba hình thức. Một hình thức nhất là sẽ công khai trên các cái cổng thông tin điện tử. Cái thứ hai nữa là sẽ áp dụng một trong hai hình thức. Một là họp dân, hai nữa là xin ý kiến vào văn bản. Tất cả có thể tham gia ý kiến về tác động môi trường. Một thứ nhất là còn phải về công nghệ này, về công suất này, về cái xử lý môi trường này, các biện pháp kiểm tra giám sát. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Hồng Vận, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cho người dân về việc triển khai các dự án xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Các sở ngành liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và người dân. Hội nghị cũng triển khai kế hoạch số 116 và chương trình hành động số 25 ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay. Như chúng tôi đã đưa tin, trước sự cố sạt lở trên bãi, đê bối và mái kè ở huyện Phù Cừ, Kim Động và thành phố Hưng Yên, chiều nay đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra và chỉ đạo khắc phục. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra tại tuyến sông Luộc ở xã Tống Chân, huyện Phù Cừ, trong đó tuyến bối An Cầu bị sạt trượt khoảng 20m, tuyến bối Trà Dương bị sạt gần 30m, sát mặt đường bê tông và khu dân cư. Sau khi nghe Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình các điểm sạt lở ở huyện Phù Cừ, Kim Động và thành phố Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các địa phương có hình thức cảnh báo khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn cho người và công trình khu vực xảy ra sự cố, đồng thời sớm có phương án khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn đê bối và ổn định đời sống nhân dân xung quanh khu vực sạt lở trong mùa mưa bão. Bên cạnh đó, sớm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Phòng chống thiên tai kiểm tra, chỉ đạo, hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật để xử lý khẩn cấp các sự cố trên. Nhằm quảng bá rộng rãi, kết nối thông tin thương hiệu nhãn quả tươi và một số nông sản đặc trưng của địa phương, sáng nay huyện Khoái Châu đã tổ chức lễ khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại nhãn và nông sản năm 2022. Tới dự có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Vụ này huyện Khoái Châu có trên 1.400 hecta nhãn cho thu hoạch, đạt sản lượng khoảng 15.000 tấn nhãn, trong đó có gần 600 hecta được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, cho sản lượng ước đạt 6.500 tấn. Có 3 vùng trồng nhãn ở xã Hàm Tử đã được cấp mã vùng xuất khẩu trái cây ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn OTAS. Hiện nhãn quả tươi được tiêu thụ nội địa ở các tỉnh thành miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương thông qua các kênh buôn bán nhỏ lẻ. Một lượng nhỏ được xuất sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Một số loại nhãn chất lượng ngon như T2, T6, T1, siêu ngọt sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp được bán làm hàng quà có giá bán từ 25.000 đến 40.000 đồng 1 kg. Bên cạnh quả nhãn tươi, huyện Khoái Châu còn có nhiều nông sản nổi tiếng như gà Đông Tảo tinh bột nghệ. Hiện toàn huyện có 21 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng, 4 thương hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Tại hội nghị xúc tiến thương mại nhãn và nông sản lần này, có 56 gian hàng của các hợp tác xã, nhà vườn trên địa bàn huyện tham gia. Nhiều doanh nghiệp tham dự cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nhãn năm 2022 với các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu. Nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều hợp tác xã và cơ sở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã ứng dụng công nghệ trong sản xuất long nhãn. Nếu như trước đây sản xuất long nhãn chủ yếu bằng lò than truyền thống, thì 2 năm trở lại đây, hợp tác xã nhãn Lồng Phương Thượng, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên đã thực hiện chuyển đổi công nghệ làm long. Ngoài đầu tư nhà lạnh bảo quản nhãn quả tươi sau khi thu hoạch, tránh tình trạng hư hỏng trước khi chế biến, hợp tác xã đã đầu tư trên 200 triệu đồng để xây dựng 2 lò hơi thế hệ mới có công suất trên 3 tấn một lò một ngày. Tách rời chất đốt, sấy long nhãn bằng nhiệt từ ống thép tỏa nhiệt, tránh được hoàn toàn khói bụi và lưu huỳnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, long nhãn của nhiều gia đình trong hợp tác xã sản xuất ra đến đâu được bán hết tại thị trường trong nước, Trung Quốc và Nhật Bản luôn đến đó.
Vụ nhãn này, hợp tác xã đã chế biến và xuất bán được 10 tấn long với giá dao động từ 140 đến 160 nghìn đồng một kg. Ở đây nó tận dụng được các loại vật liệu để sinh ra nhiệt, trong đó có củi và lá nhãn, vỏ nhãn này, hệ thống điện và quạt gió để đốt tách rời trong một cái buồng đốt và lấy cái nhiệt ấy ra để mà sấy. Mỗi năm, hợp tác xã Sông Hồng, xã Hoàng Hanh sản xuất từ 30 đến 40 tấn long nhãn. Riêng đến thời điểm này, hợp tác xã sấy được trên 9 tấn long. Do nhu cầu của thị trường sử dụng sản phẩm có chất lượng và mẫu mã khác nhau, từ năm 2021, hợp tác xã đã chuyển dần công nghệ từ sấy lò than, lò củi sang lò điện. Thực tế cho thấy lò điện cho năng suất cao trên 3 tấn một ngày, sản phẩm cho màu sáng, đều, đẹp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bán với giá thành cao hơn long nhãn sấy bằng than từ 15 đến 20 nghìn đồng một kg. Lò sấy than theo truyền thống thì nhìn về mặt màu sắc thì nó vẫn có phần sáng hơn. Công nghệ điện thì nó chỉ hồng nhưng nó không được sáng như lò than, nhưng cái đó là xu thế đưa cái tiêu chuẩn sạch nó vào thị trường một cách an toàn. Hiện trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã có 150 trên tổng số 220 cơ sở hợp tác xã ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất long nhãn, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất chất lượng, giá trị sản phẩm mà còn được thị trường trong và ngoài nước đánh giá cao. Sự hỗ trợ của các sở ngành liên quan, thành phố Hưng Yên cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ để các đơn vị tiếp tục áp dụng công nghệ cao trong sản xuất long, nâng cao giá trị của nhãn. Huyện Kim Động được phê duyệt 2 khu công nghiệp và 7 cụm công nghiệp. Hiện nay huyện đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các dự án khu cụm công nghiệp trên địa bàn để thu hút đầu tư. Đối với khu công nghiệp số 5, huyện giải phóng mặt bằng và bàn giao tổng diện tích là 7 ha tại xã Nghĩa Tân. Đến nay đã hoàn thiện phương án bồi thường, phê duyệt giá và hệ số K. 7 cụm công nghiệp hiện đã có 4 cụm được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Ngoài cụm công nghiệp Lương Bằng đã lấp đầy và đi vào hoạt động, các cụm công nghiệp còn lại đang thực hiện các bước trong quy trình giải phóng mặt bằng. Trong đó, cụm công nghiệp Ngũ Lão, Nghĩa Tân đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. Cụm công nghiệp Chính Nghĩa và Kim Động đang xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đang đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, vận động nhân dân, tạo đồng thuận trong bàn giao đất cho các nhà đầu tư. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên kéo dài, còn gọi là đường 379, đoạn qua huyện Văn Giang, có tổng chiều dài cần giải phóng mặt bằng là 5,34 km với tổng diện tích đất thu hồi là gần 79.000 m2. Đến nay huyện đã bàn giao cho đơn vị thi công được gần 40.000 m2. Đạt tỷ lệ gần 50%. Đáng chú ý là có 109 trên 288 hộ dân bàn giao trước mặt bằng để thi công dự án. Trong đó, xã Long Hưng đã vận động được 36 hộ, đạt tỷ lệ 100% số hộ bàn giao trước mặt bằng để thi công dự án với tổng diện tích gần 10.000 m2. Thị trấn Văn Giang có 47 trên 81 hộ với diện tích bàn giao gần 7.000 m2. 34 hộ còn lại đã kiểm kê tài sản và đang làm thủ tục bàn giao trước mặt bằng. Xã Tân Tiến có tổng diện tích đất thu hồi trên 28.000 m2, trong đó có khoảng trên 17.000 m2 đất nông nghiệp của 171 hộ gia đình cá nhân. Đến nay đã ban hành thông báo tới 91 hộ và kiểm kê đất và tài sản trên đất được 82 hộ. Sự đồng thuận của nhân dân trong việc bàn giao trước diện tích mặt bằng nói trên đã và đang góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài là dự án nhóm A, mục đích kết nối phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên, vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Hiện nay các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Phản ánh tại huyện Văn Lâm là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác này. Gia đình bà Nguyễn Thị Hà ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm có đất nông nghiệp cạnh tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài. Khi thực hiện dự án mở rộng tuyến đường sẽ thu hồi hơn 600 mét vuông đất của gia đình bà. Mặc dù kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thế nhưng gia đình bà rất phấn khởi khi biết chủ trương về việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường và sẵn sàng bàn giao đất. Tôi nhất trí hoàn toàn ủng hộ, thu hồi bao nhiêu thì của nhà nước thì chúng tôi cũng bàn giao. Cũng giống như nhà bà Hà, ông Nguyễn Thanh Trương ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm cũng có 351 m2 đất nông nghiệp sẽ thu hồi để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hà Nội Hưng Yên kéo dài. Ông cũng rất đồng tình và sẵn sàng bàn giao đất. Được nghe nắm bắt tình hình thì thấy cái lợi ích của đường này là rất là tốt để cho phát triển giao thông,
thế rồi nó thuận tiện cho phát triển kinh tế cả về quá trình sau này chứ không phải bây giờ, cho nên bà con rất phấn khởi hồ hởi. Trong dự án này, xã Minh Hải có 2,2 ha diện tích đất thu hồi với chiều dài khoảng 1,1 km. Diện tích này đang thuộc quyền sử dụng của 26 hộ dân và 2 công ty. Hiện nay đã tạm giao mặt bằng của 2 công ty có vị trí ngay cạnh cầu Thanh Khê, công ty trách nhiệm hữu hạn Tedeco Hưng Yên và công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ cao Vina với chiều dài khoảng 0,4 km, diện tích khoảng 0,5 ha. Để có được sự đồng thuận cao từ phía người dân, phần nhiều là từ việc đẩy mạnh tuyên truyền của chính quyền địa phương. Tuyến đường Hà Nội Hưng Yên kéo dài đi qua hai xã Minh Hải và Đại Đồng của huyện Văn Lâm. Tại xã Đại Đồng, diện tích đất thu hồi khoảng 3,3 ha với chiều dài khoảng 1,7 km. Số hộ thu hồi là 47 hộ, trong đó 43 hộ là đất nông nghiệp và 4 hộ đất ở. Hiện nay đã tạm giao mặt bằng của 11 hộ gia đình và 2 công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Sơn High Tech và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Lâm có vị trí để làm cầu vượt đường sắt. Để làm được điều này chính là nhờ cách làm của chính quyền cơ sở. Cái giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cái giá nhà nước thu hồi là có chênh lệch nhau khá lớn. Do vậy là cái việc mà nhân dân không đồng thuận là cũng có, như song với cái tinh thần là cũng tuyên truyền sâu rộng về cái chủ trương đường lối của Đảng và cái việc thu hồi đất để làm công trình phúc lợi của nhà nước. Đây là cái việc nhà nước thu hồi chứ không phải là nhân dân là chuyển nhượng theo cái thỏa thuận giữa cá nhân và doanh nghiệp. Do vậy là nhân dân đã hiểu ra một phần đó và cũng đã đồng thuận rất cao. Có thể thấy hai điểm giao thông quan trọng là cầu Thanh Khê trên địa bàn xã Minh Hải và cầu vượt đường sắt trên địa bàn xã Đại Đồng đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, các đơn vị đang tiến hành thi công để kịp tiến độ. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi vừa tổ chức ra quân giải tỏa công trình vi phạm của hộ gia đình ông Lê Xuân Ngoan ở thôn Lưu Xá. Gia đình ông Ngoan vi phạm xây dựng nhà kiên cố trên đất nông nghiệp từ tháng 2 năm 2021 với diện tích 106m², trong đó có 39m² đất trồng cây lâu năm và 67m² đất trồng lúa. Trước khi tiến hành việc giải tỏa, Ủy ban Nhân dân xã đã nhiều lần lập biên bản vi phạm, vận động thuyết phục, yêu cầu gia đình ông Ngoan tự giác chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, gia đình ông Ngoan không tự giác chấp hành theo đúng quy định, buộc Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tùng Mậu phải tiến hành cưỡng chế giải tỏa, tháo dỡ toàn bộ vi phạm, trả lại mặt bằng nguyên trạng như ban đầu. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tùng Mậu đã xử lý được 13 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 25 tháng 8, Nghị định số 45 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường sẽ có hiệu lực. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt, không sử dụng bao bì chứa chất thải sinh hoạt có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Quy định này nhằm thúc đẩy quá trình phân loại rác thải tại nguồn. Tuy nhiên, để nghị định thực sự đi vào cuộc sống thì rất cần hướng dẫn cụ thể và sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Tại huyện Yên Mỹ, công tác bảo vệ môi trường với nhân tố cốt lõi từ các hộ gia đình vẫn luôn được các cấp các ngành của huyện quan tâm và triển khai nhiều mô hình mẫu về phân loại rác thải trên địa bàn các xã thị trấn. Và ít nhiều đã mang lại tín hiệu khả quan, cho thấy ý thức người dân đang dần thay đổi. Tuy vậy, khi chế tài xử phạt về phân loại rác thải có hiệu lực, nhiều ý kiến cho rằng cần có hướng dẫn cụ thể về cách làm, tránh việc người dân vô tình bị phạt oan vì thiếu thông tin. Triển khai nghị định 45 thì sẽ có một số cái khó khăn vướng mắc ở địa phương khi mà có một số bộ phận người dân ấy, hiểu biết chưa đầy đủ về xử phạt vi phạm hành chính trong cái hành vi là không thực hiện phân loại rác ấy, thì dẫn đến là tình trạng là một số hộ mang rác thải và xả ra những cái khu công cộng, ví dụ như là ao hồ hoặc là khu hành lang giao thông, như vậy thì cũng sẽ tăng cái áp lực lên cho các cái đơn vị quản lý. Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường An Tảo thành phố Hưng Yên cho rằng quy định xử phạt nếu không phân loại rác sẽ bị phạt tiền đang khiến người dân rất bối rối và lo lắng. Nếu không có hướng dẫn cụ thể, dễ dẫn đến việc quy định của chính phủ khó thực thi. Đề nghị các cấp thì cũng tuyên truyền làm sao mà sâu rộng đến tất cả các đoàn thể, đặc biệt như là các chị em hội viên phụ nữ để nắm được về cái nghị định 45 đấy, để làm sao mà chị em thực hiện được tốt về cái nhiệm vụ phân loại xử lý rác thải của hộ gia đình. Theo thống kê của Phòng Quản lý Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên, khối lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày trên địa bàn tỉnh ước khoảng 800 tấn. Về lâu dài thì việc phân loại rác thải tại nguồn là đúng đắn, cần thiết đối với mục tiêu bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nếu áp chế tài xử phạt trong khi chưa thực hiện đầy đủ các bước nghiên cứu,
thí điểm và tuyên truyền tới người dân sẽ khiến nhiều bất cập nảy sinh. Bất cập thực tại thì hiện nay để mà triển khai cái này thì cũng cần phải có những sự phối hợp giám sát của những cái đơn vị thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Thì hiện nay thì ở Hưng Yên cũng là cái thực tế là mới có thành phố Hưng Yên là có cái đơn vị chuyên nghiệp thực hiện cái việc thu gom. Thì còn lại hiện nay là các cái địa phương khác trong tỉnh là vẫn là do các cái tổ đội vệ sinh môi trường, hầu hết là do tổ đội vệ sinh môi trường tự quản. Cho nên cái việc mà sau này phối hợp rồi là hướng dẫn các hộ gia đình phân loại theo quy định là cũng là rất nhiều khó khăn. Lộ trình để thực hiện việc xử phạt không phân loại rác tại nguồn là từ nay đến cuối năm 2024, trong khi chờ những hướng dẫn quy định cụ thể từ Bộ Tài nguyên Môi trường và hạ tầng thu gom xử lý rác thải hoàn chỉnh thì người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hàng ngày vẫn cần thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình nhằm bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trang fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV hoặc kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HDTV.